mới ăn sáng giờ mới 4 cuốn được 330 ngàn mà anh mới đậu đây chờ khách đó, anh lả khách đây đậu ăn anh chờ khách ngồi uống đi tụi bên còn nữa đi bỏ khách đi còn nữa anh đi thì mới nhả ra thôi anh em mình thì thôi chứ sao. Ok vậy anh nói là gì thì lấy anh 2 triệu lấy mua dầu xúc dùng cái giò giùm anh được không anh em mình. Cái dây đồng hồ này của em để dây nhầm không phải dây thì có chạy được cũng tội nghiệp cho anh chạy anh mở máy cho em coi mới 330 ngàn thôi anh nói thật mới đổ xăng không phải thì anh mới đổ xăng 400 ngàn anh nói lấy anh mấy triệu mua dầu sức đi chứ giờ em đòi căng cũng tội nghiệp cho anh nó vậy thôi anh em mình chú ý nhau thôi cũng thông cảm chứ sao giờ anh vợ em cũng phải làm đệm xe cho ba nữa. Anh em mình mới 4-3 đổ xăng lấy anh 2 tỷ thôi về nhà em đi rồi nói bác anh chạy về nhà nữa thì đó giờ vậy công an nó giải quyết nó xong chứ thì bởi vậy thử giờ dắt đi chỗ của đậu thì mới chuyện gì em nói thì chuyện gì anh nói thì lấy anh 2 tỷ uống rồi thôi không phải uống thôi mua dầu chút anh đi chứ anh thôi quá thì kêu ông em lại làm biên bản chạy với đồng hồ chạy giày chạy dép gì đó về dép thì chạy đó chẳng phạt thêm tội thôi không nữa nó nguy hiểm rồi đó tự nói anh nói anh nghĩ mấy 2 triệu kêu về nhà nghe cổ rồi anh chạy chạy tới chạy lui nữa tự cổ cho anh thì đó để nói thì tôi đi đòi 4 triệu mà nó mới đổ xăng thì còn 2 triệu mấy à khác thì chạy 300 mấy chạy tiền xuống còn á chứ không phải là gì hết á tại vì mới chạy thôi uống tục thôi lạnh là mới chưa được về uống nước miếng rồi giờ nắp vô bên đây hỏi lạnh anh chỉ được ra đi nói vậy thông cảm anh em thông cảm nhau đi chứ có gì đâu chứ anh đâu phải anh sớm giờ anh đâu có mấy anh này đâu có nói ngang dụng dân mà mình ta em ra vậy đó ra chị giờ anh có tiền đâu đây anh đâu có đủ tiền đâu mà đưa em nó nói là nó lạnh chứ mà nó chứ đòi thôi em chịu thì thôi cái chuyện đó thôi em muốn gì cho đỡ anh kêu công an lại thì cho nó thì giờ có gì để nói rồi xong chứ giờ sao giờ anh kêu công an lại thì anh cũng bị phạt thôi cũng vậy thôi tôi không cần tiền rồi đó không cần tiền mới đòi tao 400 cái đợt mà không cần tiền gì anh đây nói không cần tiền mới mới nói anh chạy bây giờ anh ta thỏa thuận giờ 200 ngàn mua dầu anh nói thôi giờ lấy 400 đi đền dây đồng hồ được của anh xuống đi dây đồng hồ giờ sợ đi ngoài đường dao quẹt cũng đụng vô cây cũng chạm thôi cũng chạy thôi giày anh đi cà dưới đường rồi cũng chạy thôi kêu mẹ tới đi chạy xe mày chạy xe mày sẵn vô xe người ta kêu mang xuống đi kêu mang xuống sẵn vô xe người ta không đợi nó nguy hiểm nữa đó anh điện đi em đây tôi làm chứng cho tụng nó chạy nó sẵn vô xe ông anh cứ gọi công an đi công an phường 7 phường 7 muốn nhận công an phường 7 muốn nhận anh cứ điện đi công an xuống đi xe đang đậu rồi mấy xe mới về thả khách xuống rồi nó sẵn vô xe ông nó vô chốt cửa xe đi uống mấy cái gì nó vừa phải thôi chứ anh em mà xuống anh đâu có uống đâu tại giờ ta bút anh cũng mới ở đây đậu đây thôi đúng không đây chứ có gì đâu anh em thì nếu mà thông cảm cho anh được thông cảm thì đâu anh em mình mà chuyện xui rủi chứ không phải là ai cho anh muốn đâu để chờ anh cái anh điện hồi khách cho tại anh đi đón khách con chứ với anh nước chứ quên nữa chừng anh còn bỏ kìa.